Xin chào các bạn đang xem channel của mình. Và hiện nay mình đang có mặt ở chùa Thần Quang, hay còn gọi là chùa Cổ Lễ, là một thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Linh, tỉnh Nam Định. Chùa Cổ Lễ đang chuẩn bị cho vào ngày lễ, chuẩn bị cho những ngày lễ hội chính sẽ diễn ra từ ngày 13 cho tới ngày 16 tháng 9 âm lịch hàng năm. Mặc dù hôm nay mới là mùng 5, nhưng chúng ta thấy là cái không khí chuẩn bị cho lễ hội ở đây đã rất là tưng bừng rồi. Chùa Cổ Lễ là một trong những quần thể kiến trúc đạo Phật và tín ngưỡng Việt Nam mang yếu tố kiến trúc Gothic, và là một thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Linh, tỉnh Nam Định, nằm ngay trên sát quốc lộ 21A. Và trong chùa có quả đại hồng trung lớn nhất Việt Nam được Hòa Thượng Thích Thế Long cho đúc vào năm 1936. Đây chính là cái tháp của chùa Cổ Lễ. Cái tháp này nằm trên lưng của một con rùa khổng lồ các bạn. Đây chính là con rùa hay gọi là thần kim quy đấy. Bên ngoài phía trước của ngôi chùa Cổ Lễ này, chúng ta thấy rằng phía trước có một cái hồ. Muốn đi sang chùa chúng ta sẽ đi qua một cái cầu. Đây chính là cái cầu chính để đi lên chánh điện. Theo bảng giới thiệu trong chùa thì chùa Cổ Lễ nguyên được xây dựng từ thời Lý Thần Tông, do quốc sư Nguyễn Minh Không sáng lập để thờ Phật. Chùa đầu tiên được làm bằng gỗ theo lối kiến trúc cổ truyền. Tuy nhiên, chùa ban đầu này đã bị đổ lát vào đến năm 1902. Sư Phạm Quang Tuyên về trụ trì cho thiết kế và xây dựng lại chùa theo kiến trúc nhất thốc lâu đài, với những yếu tố kiến trúc Gothic giống như các nhà thờ Công giáo có khá nhiều ở khu vực lân cận. Sau đó chùa được trùng tu nhiều lần, vật liệu xây dựng là gạch, vôi vữa, mía mật, giấy bản, tạo lên độ cấu kết vững bền cho toàn thể kiến trúc của ngôi chùa. Chùa Cổ Lễ là một cái sự hòa nhập của các yếu tố kiến trúc cổ truyền Việt Nam và các yếu tố kiến trúc Gothic của châu Âu. Đây là một ngôi chùa thờ Phật nhưng lại mang dáng dấp của một thánh đường Công giáo, rất đặc biệt các bạn. Trong lễ hội thì sẽ có tổ chức thi bơi trải, và đây có 4 chiếc thuyền người ta đã cho sơn lại. Mùi sơn vẫn còn rất là mới đây các bạn. Họ đang hong cho nó khô để tổ chức diễn ra cuộc thi bơi trải, sẽ diễn ra vào từ ngày 13 cho tới ngày 15, chắc là 3 ngày. Đây chính là cái không gian phía trước của ngôi thánh đường. Thì một chút nữa chúng ta sẽ đi lên bên trên của ngôi chánh điện, thì chúng ta sẽ thấy cái kiến trúc mái vòm, một kiến trúc Gothic rất là châu Âu, mang một cái dáng dấp rất giống với cái nhà thờ Công giáo. Nó là một điều hết sức đặc biệt. Đây chính là phía trước chúng ta, chính là quả đại hồng trung đấy các bạn. Phong cảnh của ngôi chùa rất là tao nhã, cũng rất là thanh tịnh. Và đây là chính là cái lối đi vào ngôi chánh điện các bạn. Ở hai bên có hai cái cổng vào,
được thiết kế cũng theo kiến trúc mái vòm rất là đặc biệt. Bây giờ tôi sẽ mời các bạn vào trong để tham quan cái kiến trúc rất cổ kính này. Và bên trên người ta có đặt những cái hòn lan bộ, cây cối mọc rất là tùm. Đó, các bạn thấy kiến trúc rất là cổ kính, rất là lâu đời. Nhưng mà mình không hiểu sao họ không cho sơn lại. Và đây trước là, phía trước chúng ta chính là cái ngôi chánh điện này. Ngôi chánh điện này được thiết kế với một kiến trúc rất đặc biệt. Như các bạn thấy đấy. Và tôi thấy rằng không giống một cái ngôi chùa nào ở Việt Nam hết. Đó là điều rất đặc biệt. Phía trước của hồ chúng ta thấy có một quả đại hồng trung. Trước chùa, mình xin giới thiệu rằng về cái ngôi chùa này một chút. Trước chùa là một ngôi cửu phẩm liên hoa cao 32 mét, có 8 mặt và được xây dựng vào năm 1927. Đế tháp được đặt trên lưng một con rùa lớn quay đầu vào phía chùa. Con rùa được làm giữa một cái hồ nước hình vuông, bốn góc và bốn hòn núi giả khá lớn, có đắp bốn con voi to bằng con voi thật. Trong lòng tháp có cầu thang gồm 98 bậc xoắn ốc và lên tới đỉnh. Tương truyền rằng tín đồ Phật tử khách hành hương lên đến bậc thứ 98 này, sờ tay vào bức tượng trên đỉnh tháp thì cuộc sống sẽ luôn luôn may mắn. Và tiếp theo ngôi tháp là một chiếc cầu cong 3 nhịp qua hồ Chu Tích, hay còn gọi là hồ núi, còn gọi là cầu cuốn. Mặt cầu lát gạch, cầu cuốn dẫn tới chùa Trình, còn gọi là Phật giáo hội quán. Chùa Trình được xây dựng vào năm 1936 và trùng tu vào năm 2001. Trong chùa có tượng Phật Quan Thế Âm nghìn mắt nghìn tay. Trước sân của chùa đình có hai cái lư đồng khổng lồ. Bên trái của chùa Trình là đền Linh Quang. Đền Linh Quang Tử được xây dựng năm 1937, thờ Trần Hưng Đạo và hai vị tiến sĩ họ Đào, người làng Cổ Lễ là Bảng Nhãn, Đào Sư Mỗ và tiến sĩ Đệ Tam Giáp Đào Toàn Mỗ. Bên phải chùa Trình là Khánh Quan Phủ, được xây dựng vào năm 1937, là nơi thờ Tam Tòa Thánh Mẫu. Sau lưng chùa Trình có một cái hồ lớn, giữa hồ có một quả chuông lặng 9.000 kg, gọi là Đại Hồng Trung. Quả chuông này cao 4,2 m, đường kính 2,2 m, thành dày 8 cm. Miệng chuông có họa tiết hình cánh sen, thân có họa tiết hoa lá, sông nước và một số văn tự bằng chữ nho. Quả chuông này chưa được đánh một lần nào, nhưng dân gian truyền miệng khi đánh lên thì cả một tỉnh và vài vùng lân cận sẽ nghe được tiếng ngân của chiếc Đại Hồng Trung. Đây là một trong những quả chuông lớn nhất Việt Nam. Nhân dân quanh vùng vì yêu mến chùa mà đúc tặng. Trong quá trình đúc chuông, nhiều người đã tháo cả nhẫn vòng vàng hòa tan trong đó. Khi quả chuông vừa đúc xong thì kháng chiến bùng nổ. Nhân dân trong vùng đề phòng sự phá hoại của giặc nên đã đem ngâm quả chuông xuống hồ. Đến năm 1954, chuông mới được trục vớt và được đặt trên bệ đá cho du khách tham quan từ đó tới nay. Có hai chiếc cầu giả giống như động núi, gọi là cầu núi bắc qua hồ, dẫn tới kiến trúc chính của ngôi chùa Cổ Lễ, đó chính là chùa Thần Quang. Chính điện được thiết kế theo kiến trúc hài hòa giữa phong cách truyền thống và hiện đại. Thần Quang Tự được xây dựng năm 1914 trên nền
chùa cổ từ thế kỷ thứ 12 năm 1995. Chùa được trùng tu lớn. Trong chùa có tượng Phật sơn son thiếp vàng bằng gỗ bạch đàn cao 4 mét. Đặt ở trên tầng cao, phải đi theo những cầu thang nhiều bậc ở hai bên mới lên được chỗ đặt tượng Phật. Sau lưng tượng Phật là bàn thờ tượng Nguyễn Minh Không. Từ điện Phật có hành lang quanh ra phía sau nối với nhà khách và nhà tổ. Vách của hành lang gắn đầy những tấm bia hậu. Ở nhà tổ có tượng Hòa Thượng Phạm Quang Tuyên. Sau nhà thờ tổ có một cái gác chuông lớn, có kiến trúc truyền thống gồm 3 tầng và 4 mặt, gọi là Kim Trung Bảo Các. Gác chuông này cao 13m40, được xây dựng vào năm 1997. Tầng 2 của gác chuông này có treo một quả chuông đồng to cao 4m20, rộng là 2m3, nặng là cũng 9.000 kg. Chuông được đúc vào năm 2003. Tầng 3 có treo một quả chuông đồng lửa đúc từ thời Lê Cảnh Thịnh, nặng 300 kg. Sau các chuông là khu lăng mộ tổ của chùa. Trong chùa còn có một chiếc trống đồng và những chiếc thuyền dùng để thi bơi trải. Bốn bề của chùa là vườn tược, hồ nước, sông ngòi. Nhờ kết hợp những tinh hoa cổ truyền Việt Nam với các yếu tố phong cách kiến trúc phương Tây, chùa Cổ Lễ đã trở thành một danh lam ở vùng đồng bằng sông Hồng. Khi mà tôi đứng trên gác chuông và tôi nhìn xuống xung quanh này các bạn, cây cối khá là tốt. Đây chính là cái kiến trúc của cái tháp chuông, gồm có 4 mặt, 3 tầng. Tầng thứ 2 treo một quả chuông nặng 9 tấn. Một quả chuông rất là nặng. Đây chính là gian nhà tổ. Gian nhà tổ các bạn. Gian nhà tổ thì bên trong thờ các tổ sư. Đây là những tổ sư của Thiền Tông. Chính giữa chúng ta thấy có thờ ngài Sư Tổ Đạt Ma. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong của ngôi chùa Thần Quang Tự với một cái kiến trúc Gothic mái vòm rất đặc biệt, có 102 ở Việt Nam. Có lẽ rằng khi xây cái nhà thờ này thì trước đó đã có xung quanh cái ngôi nhà thờ này nó có rất nhiều những cái ngôi nhà thờ bên Công giáo người ta xây dựng trước, và kiến trúc của họ cũng đều là kiến trúc phương Tây, nghĩa là kiến trúc mái vòm Gothic rất là truyền thống. Có lẽ ngôi chùa này đã được lấy cái nguồn cảm hứng từ những thánh đường của bên Công giáo và được làm theo cái kiến trúc gần giống với kiến trúc của ngôi thánh đường Công giáo các bạn. Thì khi chúng ta đi lên tầng 2, chúng ta sẽ bắt gặp tượng của Đức Phật đang liết bàn. Đây chính là cái bức tượng Đức Phật Thích Ca lớn nhất, được làm bằng gỗ bạch đàn, tất cả đều được sơn son thiếc vàng rất là đẹp. Một cái kiến trúc rất đặc biệt, một kiểu kiến trúc kết hợp cả truyền thống của phương Đông và phương Tây. Đây chính là cung Liên Thánh Tổ. Trên này có thờ
Ngài Thiền sư Nguyễn Minh Không, một trong những vị thiền sư rất nổi tiếng của Việt Nam, ở trong được ghi lại ở trong Thiền Uyển Tập Anh. Nếu ai có dịp mà quyển Thiền Uyển Tập Anh đọc về thiền sư Nguyễn Minh Không, phía sau chúng ta thấy có một cái chiếc xe Lada của ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng tặng cho Hòa Thượng. Hòa Thượng Thích Thế Long. Ở đây thì chúng ta đi xuống lại, chúng ta nhìn lên chánh điện, chúng ta sẽ thấy một cái kiểu kiến trúc có 102 các bạn, rất là đặc biệt. Hôm nay đặc biệt là người ta sẽ có một cái lễ hội nữa, được đặt ở một cái nhà, được đặt ở một cái sân văn hóa, đó chính là lễ hội ánh sáng. Và công tác chuẩn bị cũng đang được hoàn tất. Và tôi sẽ xin dừng video ở đây và hẹn gặp lại các bạn vào ngày 12 tới. Tôi sẽ quay cho các bạn cùng xem cái lễ hội đặc biệt này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.